có hưởng thế giới của họ. Năm tôi 7 tuổi, ông đã nói với tôi rằng tôi sẽ thừa kế năng lực của ông và trở thành pháp sư. Tìm kiếm bằng chứng về thế giới siêu nhiên. Tôi biết ta có thể chụp tỏ ra anh chỉ muốn vượt trên TV sao? Một ông bố thất nghiệp được cô con gái cho thuê là bố người khác. Công việc chẳng giống ai này mang đến khoản tiền lương đáng kể, nhưng lại khiến anh sao nhãng chính toán của mình. Anh biết anh yêu phải tránh qua điều gì không? Anh có biết là bố à? Anh sẽ phải làm gì để cứu mãi anh gia đình? Có những người cần một ông bố, nhưng họ thì có gì sai chứ? Nó xem bộ phim hài hước ông muốn cho thuê Chicken Rest by HBO. Vào thế kỷ 21, mọi hình phạt bị cấm, trường học trở nên lộn xộn. Chính phủ quyết định thực thi sự luật mới, khuyến khích các giáo viên học viên từ các trường hình phạt đối với học sinh khi đội chức vững sắc để kiểm soát tình hình. Không được gọi là các giáo viên dùng vững sắc, vũ lực chỉ là phản tác dụng, giáo dục là phải dùng tấm lòng để dạy dỗ. Cùng lắng xem trong bộ phim hành động tâm lý hấp dẫn của nhà mạng hay giám sát trên kênh web và HBO. Công việc chúng ta ngập đầu, ai chẳng ước chế thức. Bây giờ không phải là lúc tham phán, ta phải làm gương cả phần việc của những người đã bị sa thải. Mình không thể làm được. Nó là một chai nước có từ một đỉnh từ trước. Hãy nhìn chỗ bọt khí này xem. Nó sẽ là lọ hoa rất đẹp. Các chai lọ thời đó đều là thủy tinh tự thổi. Họ thổi từng cái một. Tác phẩm có thể không tinh xảo, nhưng ta có thể cảm nhận được sự ấm áp của nắng mưa. Thì trong các bong bóng này đã có từ một thế kỷ trước. Có thích nó không? Có. Nhưng cho đến nay khi chỉ mua những đồ giá rẻ của ông, có thấy vui khi người thợ đi thảo mãn được rồi. Nó chỉ đơn giản là một cái lọ thủy tinh. Nó có mặt ở đây vì nó chưa bao giờ bị vỡ. Nó có mặt ở đây vì nó chưa bao giờ bị vỡ. Vậy là việc nó chưa vỡ cũng có ý nghĩa gì đó. Bao sao? Anh về rồi đấy. Cháu. Em bận quá không nấu ăn được nên đã mua một ít sushi. Xin lỗi, em cần nằm chút.
松，稍微松绑边。按空点，闭上，空间要尽快的绽放。chuẩn bị công đi ăn với sao trong bữa này. Ừ, nhưng sao? Nếu bây giờ em bỏ việc sẽ gây bất tiện cho em quan trọng. Không ngờ cũng có giá trị của nó. Hoặc là anh bỏ việc đi, hoặc là con chia tay. Anh đừng cố gắng, anh xưa. Well. Đây có phải là bạn đúng màu không? Hôm nay là chúng mua đúng màu đấy. Chúng tôi có thể cho cậu nghỉ cho người. Tôi thấy là cậu là để thay thế cậu đi về.
Chúng tôi sẽ thay thế danh mục sau khi sắp nhập. Xin chào phòng vấn đề lớp sắp nhập ạ. Hero killed. Thưa em là hôm nay nghỉ.
Thank you.